Alo. Vâng, chúng ta cũng tiếp tục đến với xê đấu thứ hai. Như vậy thì cố gắng lắm thì cũng đến gắn đi rồi. Tiểu Bạch Long anh tôi quyết định không lên truyền hình nữa. Vâng, cố lắm rồi, lên gãy hết cả lưỡi ra. Ố được lon bầu húc thì vâng, định đọt các anh mất hết 2 phần 3 lon rồi. Nhưng mà vẫn chỉ có gắn đi thôi. Tiểu Bạch Long thì quyết định không quay. Thôi chúng ta cùng bằng lòng như vậy thôi. Vô Thường là người cầm AC An ở trong trận thi đấu đầu tiên C2. Choi Son đến từ game thủ Tom Grui. Và Greg, một Choi Son, một Greg và một AC. Rất may là... Vâng, chúng ta cùng xem Phi Thường là nằm ở góc nào. Như vậy là Phi Thường nằm đầu ngoài. Tôi cứ tưởng là Phi Thường lấy game thủ lấy màu 6 nhưng hóa ra Phi Thường lấy màu 8 nằm ngoài. Rồi, thêm một E nữa. Như vậy phía trên có thêm 7 hiệu. Tạm thời là như vậy thôi. Có lẽ chúng ta nên đến với Tom Grui, người cầm Choi Son. Dạo này khả năng Tom cầm Choi Son, vâng, từ xưa chứ không phải là dạo này. Vâng, Choi Son đến từ Tom Grui là rất hay. Vâng, đặc biệt là ngày thi đấu hôm qua. Vâng, Tom đã có những trận cầm Choi Son có thể nói là vâng làm cho nức lòng người hâm mộ. Với hiệu to nữa đến từ Tom. Vâng, Hòa Văn thì có vẻ là như vậy thôi. Nhưng mà khi Tom cầm Choi Son ở cái bài này cũng rất khó để... À đây không? Vâng, có thêm tí màu. Có thêm tí màu ở bài này. Voi ấy đi. Vâng, đâu đó một đôi voi ấy đi. Cho đỡ mất tay. Không có rồi. Đấy, thôi, chả cần. Vâng, thời điểm này, thời điểm mà cố gắng em gỗ. Sau đó thiết kế BS nhân đôi thì nhân. Mà không nhân thì vâng, dồn gỗ thật nhanh để đóng thêm một chiếc BG đán quả nữa. Trông có vẻ như hai bãi quả gần nhau thì thôi nhưng vẫn phải thiết kế hai cái G. 17 đến từ AC. Và màn hình máy của thủ Gunny cầm Greg. Vâng, vừa lên thuyết phục rồi anh cài máy xong anh cầm Greg ngay này, lát nữa anh lại tắt thôi. Căng lắm. Nói chung là cái nghề phục vụ nó như vậy. Gãy hết cả lưỡi sau đấy vâng chỉ cần đen một tơn thôi. À thôi sau lại tắt. Vâng, một cổ hai ba cái chồng. Nhưng vẫn cứ phải cố thôi. Tay làm thì hàm nhai, mà tay quay thì miệng trễ. Giờ cũng tiếp tục đến với trận thi đấu này. Như vậy là Long Phi bất bại ở phía bên kia cầm màu 1 là người cầm Egypt. Không biết là Tiểu Bạch Long ở trong trận đấu này cầm cái gì nữa. Vâng, màu 5 cầm cái gì nữa. Soi quân là hơi nhanh. Vâng, khán giả đang rất tinh mắt. Màu 5 quần ngắn ngắn, không biết là ngắn ngắn là cái gì. Pơ. Vâng, pơ có khả năng là ngắn. Vâng, Greg cũng ngắn đấy. Không biết là trong đế chế là cái quân gì mà tên nó ngắn nhất cũng chưa rõ nữa. Vâng, Greg sang pơ. Vâng, pơ hình như là cũng 6 ký tự. Vâng, Vô Thường một bài có lẽ là cung R đầu cánh thôi. Vâng, có thích thì dâng, mà không thì thích oánh tại nhà. Nhà như cái sân bay. Vâng, không có điểm đỗ, chỗ nào cũng thấy đường băng. Có hai cánh rừng, như vậy là cố gắng khung vào một cái hốc ở phía trên này vậy. 28 nông dân. Vâng, đầu cánh đánh 28 dân. Cũng được thôi. Vâng, nói chung là cũng được thôi. Vâng, cứ bom như thế này xong nó nổ lúc nào nó kệ. Màn hình máy game thủ Tôm. Đây rồi, như vậy là có thêm bãi quả ở phía dưới này. Vâng, Hoàng Tử Choi Son. 25 nông dân và vâng một bài kích 9. Kích 9. Vâng, nhưng đời 1. Greg tham lai 24/28. Bài này vâng vẫn chưa ai lên đời này. Vâng, Tiểu Bạch Long là người cầm Egypt ở trận thi đấu này. Vâng, cái map này là map nghèo thì phải.
đít ra cà lại máy lên gặp ngay với cái map nghèo. Nói chung là nghèo thì nghèo chung thôi. Đây rồi, bắt đầu có những dấu hiệu rồi. Quân bên kia là rất đẹp, vâng, có Roman, có Minoan, có Hit, có Egypt. Vâng, tất nhiên là cũng không có chém là quá tuyển, có Roman là tuyển nhưng mà Roman cũng lên đời không quá sớm. Nhưng quan trọng phía bên này có hoàng tử cho son kích 9 đời 1. Quả tạ. Và phía bên này có cả phi thường đầu cánh đánh cung R 28 nông dân nữa. Nói chung là vâng, đến cái tầm này thì có lẽ là vâng, bao nhiêu thì cũng chơi và nhạc nào thì cũng nhảy thôi. Vâng, xin con cung T lại mít cái E một tí. Khả năng Roman đầu cánh phía bên này là rất cao. Vâng, tâm lại 29 trên 36, chốt hai cái E vào. Vâng, như vậy là đóng BA, không thèm chốt E, đúng là lắm gỗ. Ở phía bên kia còn hai đến hai cánh rừng nữa. Vâng, anh muốn xử lý như thế nào để anh xử lý. Vâng, đây là 2S ở một cánh rừng rồi. Phía bên này còn hai cánh rừng nữa, một cánh rừng rào, một cánh rừng thông. Vâng, cái hốc là rất đẹp. Vâng, xem Tom Cruise xem một bài kích 9 đến từ Tom. Đây rồi, à được, được đấy. Như vậy là gặp Hitty vẫn chưa có bánh xe ở thời điểm này. Có công giáp là đầy đủ rồi, được. À rồi, như vậy là BB là người cầm Hitty bài này. Căng thì căng nhưng bài này vâng làm phát cảm tử đấy. Vâng, IS đến từ Tôm đi, xem có được hay không nào. Vâng, vẫn chưa có bánh xe này. Ô, vẫn chưa có bánh xe này. Vâng, trêu nhau hay sao. Rồi, lên đời xong rồi. Vâng, Tiểu Bạch Long là người theo khán giả bảo vệ là người cầm Egypt. Và có lẽ là Tiểu Bạch Long nếu mà Tôm Cui cầm chân được lâu thì Tiểu Bạch Long cũng biết cách phải làm gì thôi. Vâng, No 1 đang còn ăn hoang ở... Vâng, rất may chui ở phía trong và nông dân không bị chọc xuyên. Nhưng đây là một tơn mà Choi Son chúng ta hãy cùng xem. Vâng, chưa có bánh xe thời điểm này. Tôi nhìn thấy có con chém với con ngựa giò, tôi thấy ớn lắm rồi. Úi giời ơi. Vâng, cái anh Hit anh đầu cánh, anh có cung R rồi. Còn anh Minoan trong cánh, anh A chuẩn bị lên hai áo rồi. Chém. Công giáp đầy đủ. Vã. Vâng, nhưng đằng trước thì có cung A một áo, đằng sau thì có cung R hit đi. Tham lai 21. Phi thường tham lai 36. Điên cuồng vẽ ruộng. Vâng, anh Tiểu Bạch Long anh không cho soi máy mà điểm số của anh 137, 144. Đây, giống mình. Đang có những tên lừa fan hâm mộ. Tham lai 24 trên 36. Trận thi đấu sau lại cố gắng lên động viên Tiểu Bạch Long cho soi máy đi. Gunny lại tắt đi cũng được, xong Tiểu Bạch Long lại cho soi. Đằng nào thì cũng thế, ba máy lên thì bảo là nó nhiều máy nó giật thì ba máy lên thế. Không biết đâu thì Gunny lại tươi hơn, còn Tiểu Bạch Long thì lại vâng khá hơn tí nữa. Tham lai 22 đến từ game thủ Gunny. Vâng, 22 trên 36. Vừa bị vâng củ hành bãi vàng, bây giờ thì cho nông dân quay lại. Vâng, khi đàn dân trở về. Phi thường tham lai 45, à cũng được. Vâng, chơi chết Egypt đầu cánh rồi. Egypt đầu cánh bên này đánh chém. Úi rồi. Vâng, Baby là người cầm Hitty. Nông dân, quân dân khởi nghĩa tên này đang là tương đối đau. Thôi bò cánh rừng vào. Vâng, nở ra một tên cung rào, tham lai tăng lên 44 trong tên này. Thôi bò cánh rừng vào Tôm ơi, à phi thường ơi. Vâng, ăn hết dân tên này, lấy tham của đối thủ 1-1, đúng rồi. Vâng, nói theo ngôn ngữ chuyên ngành là lấy tham. Đấy, bắn fit bãi vàng và sau đó thì đẩy sâu vào trong cánh. Thôi, thôi đen ruộng đi mà chạy. À, như vậy là chốt, cũng được đấy. Không hề vớ vẩn, bây giờ là tụ cung rào vào. Vâng, chặt gỗ 2 rồi. Ai dạ. Vâng, một pha về E có thể nói là cực kỳ nhanh đến từ game thủ màu 8 phi thường. Về E là cực kỳ nhanh và chất lượng. Vâng, đấy. Vâng, lại quay trở lại thôi. Tham lai 46 trên 80.
Đấy, hai con lạc đà nó là phũ quá. Vâng, chip đẹp dài có lẽ là đang nhìn sang màn hình máy thủ BB. Vâng, anh đang đẩy quân quá phũ ở chip dài, chỉ xem máy BB cũng chả muốn đánh thời điểm này nữa. Vâng, như vậy là cái thủ màu 2 đã lọt rồi. Vâng, đen 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 e thì nông dân chạy xuyên qua rừng, chả buồn đen chạy qua cái e nữa. Cố lên. Vâng, đây trận thi đấu đầu tiên MC2. Vâng, bắt hết chém tên này. À, bắt giò, như vậy là bắt giò phải bắt chém. Xử lý phủ. Vâng, Long Phi các bạn nhìn có vẻ là yếu yếu như thế thôi mà vẫn đang sóc đều quân. Không hề vớ vẩn chút nào. Thằng Lai vẫn giữ được 43 thời điểm này dành cho phi thường. Nhưng xem hoàng tử trôi sông chúng ta xem nào rồi. Vâng, anh sắp trôi đến nơi rồi. Thằng Lai 21/48, không biết là anh bây giờ nên dạt đi đâu thời điểm này đây. Gunny tham Lai 25. Cố được tên này không? Thôi cũng cố được, nói chung là cũng chơi được. Thôi kèn gì cái bê bê nữa. Nhìn thấy cái rừng nó như thế vẫn kẹt. Tìm kiếm cơ may. Vẫn may. Có lẽ là còn rất lâu nó mới tới. Bây giờ thì đục cái e này đây. À đây, chỗ này chả kèn được nữa rồi. Vẩy e chỗ này thì vẩy thôi. Lao vào nhà cái thủ nâu 1, nâu 1 cầm cái gì đấy chúng ta cũng xem vậy. Ồ. Thôi, vâng, nhìn thấy cái mặt có mấy con cung à là ghét lắm rồi. Tham Lai 21 lúc này dành cho thủ gắn đi. Soi tham. Cần rồi, cần rồi. Vâng, chỉ có vài con cung A nó to to vậy rồi đánh tiếp, đánh được. Tiểu Bạch Long chỉ huy là vẫn đánh được. Vâng, Tham Lai 20 đến từ hoàng tử trôi sông. Vâng, bây giờ AC cứ ngon lại hay ấy, AC cứ chắc nhà với lại rỉa được nhiều dân thì lại hay. Vâng, bên kia thì lấy tham được nhà game thủ màu 1 rồi. Vâng, chốt vào và sau đó thì đóng thêm BA BS các kiểu, chỗ này lại chốt tiếp. Vâng, cơ động. Vâng, sửa xuyên cây gỗ. Vâng, thịt đông nhưng không lo, tên này 2-3 lớp cơ mà. Không phải sợ. Chúng ta cùng xem có tát chết nhà của game thủ. Vâng, bên cạnh game thủ Tiểu Bạch Long tên này không? Tiểu Bạch Long tham lai bao nhiêu? Ấy ra. Vâng, Tiểu Bạch Long phình ra ấy, đùa không? Được ấy. Xúc đây. Ôi à. Vâng, hừng hực khí thế. Xông lên. Vâng, cung R là cung R Egypt đàng hoàng đấy. Lại bắt nào. Vâng, có chém đảo, có cung R Egypt, có cung R AC. Vâng, có lấy tham được nhà nào trong tên này, lấy hết. Lấy hết, lấy hết. Ui, trời ơi, vâng, anh làm trò gì này? Vâng, bảo sao mà... Vâng, nhưng chúng ta cùng xem bao giờ thì hit có hot thần. À, có hot. Vâng, nói hot thần thời điểm này thì còn... Ui rồi ôi, anh Minoan và anh Hitty. Vâng, hóa ra là anh Hitty, anh thủ thủ nhà anh lên 4. Vâng, cung A đến từ game thủ nâu 1 là rất rất đông. Vâng, đã có lửa đến từ những con cung R của Hitty. Và những con hot nữa. Guni, vâng, Guni tham gia còn 9 trong tuần này. Rồi, như vậy là Tiểu Bạch Long đã cầm đầu. Vâng, cầm đầu đường dây quýt rồi. Vâng, cầm đầu đường dây buôn quýt xuyên biên giới. Và anh đã đi sai. Tỷ số là 1-0 ở trong C đấu thứ hai. Chúng ta hãy cùng chờ đợi trong ít giây đã đến với trận thi đấu đầu... À, xin lỗi bạn, là thi đấu thứ hai ở trong C2 thôi.